Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Các bạn thân mến, trải qua bao nhiêu biến động của lịch sử, bên cạnh những chiến thắng vẻ vang, những đau thương mất mát, thì đất nước Việt Nam của chúng ta cũng để lại không ít những anh hùng, những học giả với tài năng thiên bẩm. Với học giả Nguyễn Hiến Lê, cuộc đời đầy bể dâu của ông như song hành cùng quá khứ và hiện tại của đất nước. Hãy cùng Tu La To quay trở lại những năm tháng trong lịch sử của Việt Nam qua cuốn Hồi ký Nguyễn Hiến Lê các bạn nhé. Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912, mất năm 1984, là một học giả, dịch giả, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, có đóng góp to lớn cho nhiều lĩnh vực về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, triết học và chính trị của Việt Nam. Bản thân là một người hiếu học đa tài, Nguyễn Hiến Lê đã để lại cho dân tộc Việt Nam khối nghiên cứu đồ sộ lên đến 120 tác phẩm, bao gồm các tài liệu tự sáng tác, biên soạn và dịch thuật. Tất cả đều là kết quả của một quá trình quan sát, ghi chép lại công phu từ chính sự thông minh, tinh tế và lòng trắc ẩn của ông dành cho đất nước Việt Nam dấu yêu này. Hồi ký Nguyễn Hiến Lê có thể nói là một trong những minh chứng rõ ràng nhất. Đây là một tác phẩm không chỉ được viết dưới dạng một hồi ức, được tác giả trích ra từ quá khứ mịn màng, mà còn là một cuốn tự truyện về một người học giả trải qua bao nhiêu gian khó, chứng kiến biết bao nhiêu trường đoạn lịch sử hào hùng nhưng cay đắng của dân tộc Việt Nam. Quyển sách được chia làm 4 phần truyện, tóm gọn lại các cột mốc chính trong cuộc đời ông. Từ khi ông sinh trưởng, di cư rồi làm việc ở miền Nam, cho đến khi chiến tranh Việt-Pháp, thời kỳ Pháp thuộc, và cuối cùng là dừng chân lại ở trường đoạn khốc liệt nhất, khi hai miền Nam Bắc chia đôi, chiến tranh với đế quốc Mỹ. Để có thể bắt đầu với câu chuyện của Nguyễn Hiến Lê, việc nắm bắt quá khứ của ông không hề dễ dàng, bởi ông có một quá trình lớn lên, sinh trưởng khá đặc biệt. Nguyễn Hiến Lê sinh ngày 8 tháng 1 năm 1912, tức ngày 20 tháng 11 năm Tân Hợi, ở nhà số 4 ngõ Phất Lộc, Hà Nội. Để nói về nơi mà mình chôn rau cắt rốn, Nguyễn Hiến Lê đã có tâm sự rằng: "Ngõ Phất Lộc, nơi tôi sinh ra, cũng là một cái bất biến. Nhưng thứ bất biến này có điểm khả ái. Nó là di tích của một thời cổ, may mắn không bị tàn phá. Nên tôi muốn ghi lại vài nét ở đây, sợ một ngày kia, 2-3 thế hệ nữa, nó cũng sẽ qua như mây khói." Thật vậy, cái ngõ Phất Lộc trong tâm trí ông bụi bặm nhưng cũng đầy chân thật. Nó rất cổ, nhưng cũng chính cái sự cổ ấy đã thôi thúc trong trái tim của Nguyễn Hiến Lê một sự quan sát, dấy lên ham muốn đào sâu vào quá trình hình thành của nó, lý giải sâu sắc đến cội nguồn của lịch sử. Dưới sự quan sát cẩn trọng tỉ mỉ của một học giả tương lai, Nguyễn Hiến Lê đã viết ra rằng: "Ngõ có một ngôi đền kiến trúc sơ sài, cửa gỗ luôn luôn đóng, trên cửa là một mái nhỏ với một bầu rượu lớn ở giữa. Tôi chỉ vô đền có một hai lần thuở nhỏ, thấy sân khá rộng nhưng rất vắng, vắng cả bóng ông Từ." Hai đoạn mà ông miêu tả về căn nhà số 2 và số 4 đầu ngõ do cụ ngoại ông cất. Mái ngói, tường gạch, rui, cột, xà đều bằng danh mộc, 5-60 năm không mọt. Có thể nói tâm hồn đăm chiêu tỉ mỉ này không phải tự dưng mà có. Nguyễn Hiến Lê sinh ra trong một gia đình nhà nho, cha của ông là Nguyễn Văn Bính, con trai út trong nhà nội, hiệu Đặc Như. Mẹ của ông tên Sâm, con dòng thứ cụ phủ Nguyễn Khắc Trước, làng Hạ Đình. Nguyễn Hiến Lê dành một sự yêu thương, trân trọng sâu sắc dành cho cha mẹ mình qua những dòng tự bạch về sự y đúc giữa cha mẹ và hình hài của ông, như: "Tôi giống cha ở trán, giống mẹ ở nước da, mũi, tai, nụ cười và bề cao." Cha của Hiến Lê được biết đến là một người uy nghi, dạy chữ nho và chữ quốc ngữ cho con cháu, là anh em của ông trong nhà. Mẹ ông chỉ lo buôn bán thôi, nhưng kiên trì nhẫn nại dù tướng này vất vả, cho đến khi cha ông mất là thời suy của gia đình. Nguyễn Hiến Lê quyết tâm ăn học đến nơi đến chốn. Ông học ở Yên Phụ, rồi sau đó là ở trường Bưởi, cuối cùng là Cao đẳng Công chính Hà Nội. Sau khi rèn luyện sự học đến thành tài, Nguyễn Hiến Lê quyết tâm vào miền Nam lập nghiệp. Vào một buổi trưa của ngày rằm tháng Chạp, mẹ, em trai và một người em họ cùng nhau đưa tiễn Hiến Lê ra ga Hàng Cỏ để bắt xe lửa vào miền Nam. Ông đi đến Sài Gòn. Quái lạ khi thấy ga Sài Gòn nhỏ quá, kém xa ga Hàng Cỏ. Nhưng Sài Gòn rất tươi sáng, náo nhiệt. Khung cảnh đường phố tấp nập của một nơi đô thị phồn hoa khiến vị học giả của chúng ta bỡ ngỡ. Ông dùng từ chướng
khi thấy phụ nữ ăn bận toàn quần áo cụt. Tại đây, Nguyễn Hiến Lê thấy đô thị này rất nóng, bụi và ồn, chỉ muốn tìm đến một nơi an tĩnh, thanh bình. Ông đã chọn đi đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ, làm nghề đo đường ở Hậu Giang, gần nhà của bác ông. Đến năm 1945, ông bỏ làm ở sở, dạy học ở Long Xuyên. Mãi đến 1954, khi quay trở lại Sài Gòn, Nguyễn Hiến Lê nung nấu tình yêu của ông dành cho ngoại ngữ. Ông bắt đầu với các vai trò như biên soạn, dịch sách, tự coi mình là người đọc sách chứ không chơi sách. Ở chương Tôi tập viết, ông có nói: "Tôi vào hạng đọc sách chứ không chơi sách, không mua những sách đẹp, quý, hiếm, muốn mua cũng không đủ tiền, chỉ lựa những cuốn có ích hoặc tôi thích thôi." Và chính việc đam mê ngôn ngữ này đã dẫn ông đến với một sự nghiệp rạng rỡ. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã xuất bản được hơn 200 cuốn sách, khai phá rất nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực, từ văn học cho đến lịch sử, chính trị, giáo dục rồi kinh tế. Quyển Đắc Nhân Tâm nổi tiếng của tác giả Dale Carnegie xuất bản lần đầu vào năm 1951, vốn được chắp bút biên dịch bởi Nguyễn Hiến Lê. Chính tay ông đã viết thư cho Dale Carnegie với mong muốn được chuyển ngữ tác phẩm này đến với người đọc tại Việt Nam. Trước và sau năm 1975, Nguyễn Hiến Lê trở thành một cây viết chuyên tâm, có tên tuổi ở Sài Gòn. Bất chấp những năm tháng đầy biến động của lịch sử, trải qua hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, ông vẫn tìm mọi cách để cập nhật tri thức và quảng bá sự thông tuệ ấy giữa biển máu, bom đạn và khói lửa. Các tiến trình văn học của Việt Nam từ thời Pháp được ông ghi chép lại, từ thơ Nôm cho đến văn xuôi Nôm hình thành trong một thế kỷ, cho đến các tiểu thuyết những năm đầu 1930 với phong trào lãng mạn, giai đoạn giữa 1930 với các tác phẩm về người nông dân của Nam Cao, Bùi Hiển, Trần Tiêu hay Ngô Tất Tố. Đến cuối 1930 thì nổi dậy các phong trào phản kháng, bênh vực giới vô sản của nhóm Hàn Huyên hay nhà văn Vũ Trọng Phụng. Rồi các thể dạng biến tấu của thơ hay còn gọi là thơ mới. Còn thời Nam Bắc chia đôi, Nguyễn Hiến Lê đã tóm lược lại các cột mốc quan trọng trong suốt thời điểm bắt đầu và xảy ra nội chiến. Nó sắc sảo và kỹ lưỡng đến mức từng dấu thời điểm, từng mốc thời gian đều được ghi chép lại một cách cặn kẽ. Từ thời điểm đất nước bị chia đôi vào năm 1954, cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Hiệp định đình chiến năm 1973 và giải phóng miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong hồi ký có viết về dư chấn của ngày này, ở các phi trường, cảnh còn hỗn độn hơn nữa. Người ta bỏ lại hết các vali quần áo, tiền của vàng bạc để cố leo lên phi cơ, mà cũng bị hất xuống. Thế là của cải mất hết mà vẫn không thoát thân. Phi trường Turin như vậy, phi trường Nha Trang, Biên Hòa đều như vậy, mà ngay phi trường Tân Sơn Nhất cũng vậy. Tác phẩm Hồi ký Nguyễn Hiến Lê quả thực là một cuốn hồi ký sắc sảo đến lạ lùng. Từ góc nhìn của một nhân vật, ta lại có thể thấy được sự thay đổi của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Qua tác phẩm này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học giá trị về lịch sử, con người và văn hóa của Việt Nam. Học về sự đọc và sự viết, hai quá trình chui rèn nhân cách và thông tuệ của một con người, dạy cho họ cách bao dung, chấp nhận trước một quãng thời gian khắc nghiệt, đầy khói đạn và máu như là chiến tranh. Nhà báo Trương Cộng Hòa của đài VOV.vn đã từng chia sẻ trên một bài viết của ông rằng: "Bằng thành công thực tế của mình, những kinh nghiệm của ông trong việc chọn đề tài, tìm tài liệu nghiên cứu, tổ chức nội dung cuốn sách, tổ chức công việc hàng ngày, chọn nhà xuất bản, v.v. là những kinh nghiệm rất quý cho những ai muốn đi vào con đường học tập và nghiên cứu, giảng dạy và tổ chức xuất bản tác phẩm của mình. Thấm đẫm từng trang viết là tấm lòng thơm thảo của tác giả với người đọc. Thật là một cuốn hồi ức đầy xúc động, đúng không nào? Nếu như bạn mong muốn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam hay khao khát được biết thêm về Nguyễn Hiến Lê, người biên dịch tài ba của quyển Đắc Nhân Tâm, thì quyển sách này chính là dành cho bạn đấy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Hồi ký Nguyễn Hiến Lê từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!